sau khi 8 công nhân ở đây trở về từ Vũ Hán nhiễm sát COVID-2. Nghĩ rằng là đây chỉ là một cái bệnh nhỏ, nhưng mà không ngờ rằng là dịch bệnh lây lan mạnh và ảnh hưởng đến toàn cầu. Lo lắng và áp lực cực kỳ. Lúc dịch thì tất cả các kênh đều rất là khó khăn. Họ tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào ở phòng và sàn, rồi gia đình của họ, rồi có thể là gia đình của mình nữa. Chỉ mong làm sao là chúng ta là những người may mắn nhất để không bị nhiễm COVID. Lo lắng cho sức khỏe của ba mẹ cũng như là thiếu hụt về cái nguồn tài chính khi mà đại dịch nó kéo dài. Đóng cửa và ở yên trong nhà là mệnh lệnh. Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, mà nhà nào ở nhà đó, lập cương quyết cái này. Các cơ quan bố trí công bộ làm việc ở nhà, hạn chế cơ quan trừ bộ phận trực sẵn sàng chiến đấu. Đây là một cái giai đoạn mà chúng tôi làm việc rất là cật lực, một ngày có thể họp 8 tiếng, thậm chí họp đến 8-9 giờ tối là chuyện bình thường. Chúng tôi thường xuyên rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, cũng như là rèn luyện về kiến thức sản phẩm về thị trường. Làm việc từ xa, ví dụ như là Zoom, Viber, để trong giai đoạn cách ly này mình sẽ nén lại, rồi khi mà hết dịch hay cách ly thì anh em sẽ lúc đó như một cái lò xo, anh em sẽ bung ra và làm việc hiệu quả cực kỳ tốt. Thời điểm này đội ngũ không đặt mục tiêu là đạt doanh số bán hàng, đạt giao dịch. Duy trì được cái thời gian biểu của mình giống như là trước đây mình vẫn đi làm ở công ty vậy đó. Tôi tăng cường vào cái việc đào tạo con người, bổ sung kiến thức để chuẩn bị là khi vừa hết dịch thì chúng tôi sẽ tập đánh một cái trận rất là lớn, đó là dự án Emerald Goldview. Và cũng xin nói rằng là trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ thì DKRX cũng mạnh dạn tiên phong nổ phát súng đầu tiên để chúng ta bắt nhịp lại cái thị trường bất động sản nói chung. Thì cũng mong rằng là các anh em phóng viên, các anh chị cũng ủng hộ tinh thần cho DKRX và các anh em sale chúng tôi, để chúng tôi tự tin, đúng không? Chúng tôi tự tin để phát triển và người đầu tiên để phát súng, để cho thị trường chúng ta sẽ trở lại cái nhịp đua ban đầu của nó. Xin chân thành cảm ơn. Sau một năm nó có quá nhiều cái kỷ niệm như vậy thì tôi nghĩ rằng đối với cái điều tâm đắc nhất với tôi đó chính là niềm tin. Niềm tin của tôi ở đây là đối với đồng đội, với nhân viên sàn của chúng tôi. Khi có những khó khăn chúng tôi ngồi lại với nhau, chúng tôi ra giải pháp, chúng tôi đồng lòng để chúng tôi bán hàng tốt nhất, và điều đó nó mang lại kết quả tốt nhất. Đạt được trong năm 2020 thì anh chỉ có thể nói là sự trải nghiệm thôi. Năm 2020 giúp cho anh học được cái điều gọi là thích nghi nhanh hơn, biết cách
đối đầu với lại khó khăn, biết cách chấp nhận và buông bỏ. Tự hào vì thời điểm đó công ty mình vẫn vững mạnh, vẫn phát triển được. Và hơn nữa là anh cảm thấy rất là biết ơn. Vì giai đoạn đó thì nhìn lại mình vẫn có một công việc ổn định, vẫn có thu nhập, thì thấy là cảm ơn công ty đã không buông bỏ mình trong lúc khó khăn, vẫn luôn tạo điều kiện, tạo cơ hội để cho mình có được cái thu nhập tốt nhất. Tất cả những dự án tại DKRS mà đã triển khai đều thành công, thật sự rất là thành công. Tại DKRS thì các anh luôn tạo những cái công ăn việc làm, cũng giống như những cái điều kiện để chúng ta phát triển, cũng như là duy trì cho cái cuộc sống của nhân viên, xây dựng và phát triển đội ngũ của phòng cũng như là đội ngũ của cán bộ nhân viên công ty ngày một vững mạnh và phát triển, cũng đảm bảo cho chính sách phúc lợi của công ty ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó thì không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp để cùng ban lãnh đạo công ty là đưa con thuyền của DKRS mình vươn xa hơn nữa. DKRS miền Tây đã có những thành tích bứt phá, vượt khó khăn tung ra thị trường hàng ngàn sản phẩm khắp khu vực từ Đông Nam Bộ đến Tây Nam Bộ. Những mấu chốt trong số suốt 3 năm vừa qua là DKRS đã tập trung phát triển, thứ nhất là phát triển hệ thống, thứ hai đó là phát triển hệ thống nhân sự, và thứ ba đó là phát triển thị trường. Hơn thế nữa, chúng tôi còn đầu tư vào các lực lượng lao động chủ yếu của công ty, đó là đội ngũ các chuyên viên bán hàng và các chuyên viên của các phòng ban khối gián tiếp. Và đây là mấu chốt trong các yếu tố quyết định thành công của DKRS trong năm 2020. Tôi có thể tự hào rằng là đội tập thể DKRS là một tập thể rất là vững mạnh. Anh em rất là đoàn kết, rất là nhạy bén, rất là tâm huyết. Và tôi có thể khẳng định rằng là tất cả những khó khăn thử thách chúng tôi đều có thể vượt qua bằng những cái hành động rất là mạnh mẽ, sự kiên trì và quyết liệt. Năm 2021 theo tôi là một năm khởi sắc, một năm bùng nổ cho thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản tại Tây Nam Bộ nói riêng. Tuy là nó ảnh hưởng nhưng mà toàn tin rằng cái giai đoạn sắp tới năm 2021 nó sẽ tốt hơn. Và chính tại DKRS với những cái định hướng phát triển của các ban lãnh đạo, các giám đốc, thì những cái dự án mà giai đoạn vừa rồi đã triển khai thành công thì đó là một cái minh chứng sắp tới cho năm 2021 bùng nổ hơn nữa. Luôn có những cái tinh thần lạc quan trong những cái khó khăn và luôn nỗ lực làm sao để cho mọi thứ nó sẽ là tốt đẹp nhất. Với chúng tôi thì 2021 chúng tôi vẫn tập trung vào định hướng kinh doanh, tập trung trong đó có hai nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục xây dựng DKRS trở thành một cái thương hiệu được thương trên thị trường và trong mắt các bạn làm nghề bất động sản. Thứ hai là chúng tôi tập trung tiếp tục mở rộng cái thị trường để củng cố thị phần trong lĩnh vực là phát triển và bán hàng bất động sản chuyên nghiệp. Năm 2021 tôi nghĩ là một năm bứt phá của DKRS, tại vì chúng tôi có một năm để xây dựng cái đội ngũ, cái lực lượng rất là tốt và xây dựng hệ thống rất là tốt. Và hiện tại bây giờ là thương hiệu DKRS cũng đang rất là tốt trên thị trường. Chúng tôi đang có nhiều cái dự án, đang có nhiều chủ đầu tư đang mời làm những dự án rất là lớn. Và tôi tự tin rằng là năm 2021 là một năm mà các bạn ở đây sẽ rất là tự hào rằng là chúng ta đang ngồi tại ngôi nhà của DKRS. Nhân dịp năm mới thì phòng marketing chúc đại gia đình DKRS ngày một lớn mạnh và phát triển bền vững. Năm mới sắp đến thì chúc cho công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Và bên cạnh đó Hương cũng gửi chúc đến ban lãnh đạo công ty lời chúc sức khỏe và chúc cho toàn thể cán bộ nhân viên một năm mới tràn đầy năng lượng và vạn vạn sự như ý. Năm 2021 tôi xin chúc cái DKRS luôn luôn phát triển như dự án mới, luôn luôn thành công và dẫn đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam. Tôi thay mặt cho toàn bộ khối miền Tây chúc ban tổng giám đốc, tất cả các anh em trong ban quản lý và toàn bộ cán bộ nhân viên của đại gia đình DKRS nói chung và DKRS miền Tây nói riêng một năm mới an khang, đắc tài đắc lộc, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. 2020 một năm dịch tràn đầy khó khăn thì anh em mình đã đều vượt qua.
thì 2021 anh tin mọi người sẽ có một quyết tâm phát triển tốt hơn và thành công hơn năm 2020. Và chúc cho tập thể DKRS, chúc cho công ty luôn luôn phát triển vững mạnh, chúc cho tập thể anh chị em cán bộ nhân viên của công ty có một xuân mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, mãi đó thành công. Anh cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả anh em DKRS và gia đình. Chúc cho tất cả chúng ta có một cái Tết ấm no hạnh phúc và chúc cho năm 2021 của chúng ta thật là rực rỡ. Nhân dịp năm mới, Toàn kính chúc đại gia đình DKRS mình thứ nhất là sức khỏe này, thứ hai là hạnh phúc, thứ ba là vạn sự hanh thông. Xin chúc cho tất cả các anh em sale DKRS cùng với ban lãnh đạo công ty, cùng với khối hỗ trợ, khối gián tiếp, cùng những người làm việc chung, cộng hưởng chung đối với chúng tôi có một cái năm mới thật là mạnh khỏe, may mắn, gặp được nhiều sự thuận lợi nhất trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn. Anh kỳ vọng rằng là 2021 bức tranh ấy nó sẽ sáng hơn, tươi hơn, với nhiều mảng màu mới, đẹp hơn. Muốn làm được điều đó, nội lực là chính từ tay các em, và chính các anh sẽ là bàn tay nâng đỡ để tất cả anh em chúng ta thành công hơn, tốt hơn, mạnh hơn và nhiều điều hạnh phúc, bình an đến với tất cả anh em trong năm 2021. Năm Tân Sửu sắp đến, tôi thay mặt cho lãnh đạo DKRS là gửi đến toàn thể các anh em DKRS cùng gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Tôi tin rằng năm 2021 là một năm bùng nổ giao dịch của tất cả anh em ở đây. Và tôi nghĩ rằng là anh em sẽ có một cái Tết rất là hoành tráng hơn rất là nhiều. Happy New Year!